Chào mừng các anh em thân thiết của Minh Phụng Music. Video lần này sẽ nói về buổi xuống công số lượng lớn piano cơ đầu tiên trong năm mới 2024. Hãy cùng tận hưởng đẳng cấp của những chiếc piano cỡ lớn thuộc các thương hiệu hàng đầu cùng Minh Phụng Music hôm nay nhé. Nào, ta cùng bắt đầu video thôi. Anh em đã vào vị trí chuẩn bị kiếm khóa, chốt khóa thùng công đã được cắt cửa ở hai bên mở ra chầm chậm. Xuất hiện trước mắt anh em là những chiếc piano cơ đầu tiên đang tiếp tục tháo các móc cố định vị trí cho piano không bị nghiêng ngả. Phần lớn số lượng piano cơ Minh Phụng mang về Việt Nam phục vụ các khách hàng thân thương đều bắt đầu một chuyến đi dài vượt biển từ Nhật Bản để vào đất liền. Và chiếc đàn thứ nhất trong tổng số gần 100 cây bên trong thùng công này đang xoay chiều hướng đến bàn nâng với sự phối hợp của 5 nhân viên hạ xuống và đẩy vào trong thùng xe tải nhỏ. Đến cây đàn thứ hai thôi nào anh em, vì chiếc đàn ở sâu bên trong nên cả 4 người hợp sức nâng xoáy mặt trước piano ra phía cửa công, chỉnh sản phẩm đều vị trí bàn nâng rồi chuyển đàn vào tải nhỏ chuẩn bị cho chiếc thứ ba. Rồi đàn cứ thế lần lượt từng cây theo nhau vào thùng tải. Và chuyến hàng đầu tiên đã xong, vì bây giờ đã là 11 giờ đêm nên khung cảnh xung quanh chỉ còn những ngọn đèn đường. Đây là sự xuất hiện của chuyến hàng thứ hai. Cả đội lại bắt đầu những công việc quen thuộc. Các bạn hãy theo dõi bên trong thùng công để biết được toàn bộ quá trình đưa đàn từ công xuống tải một cách đầy đủ nhất nhé. Ba người dùng lực đưa cây upright mà các bạn đang thấy sang một bên, tiếp đến tháo từng tấm bìa chăm sóc rồi phối hợp với người phía trong để đàn ra phía ngoài tới bàn nâng, hạ đàn xuống và đẩy vào trong tải. Cứ thế anh em lại thay nhau hợp lực vận chuyển những chiếc piano tiếp theo từ công xuống tải cho đến khi đầy thùng xe. Tiếp tục nhé anh em, vì phải mang và di chuyển những chiếc piano có khối lượng lên đến hơn 200 kg. Các bạn hãy yên tâm, với đội ngũ xuống công của Minh Phụng Music đều là những nhân viên chuyên nghiệp, khỏe mạnh và vô cùng lành nghề. Chiếc piano được hạ xuống bàn nâng rồi theo nhân viên đưa vào thùng tải. Cây piano cuối cùng đã có mặt bên trong thùng, bàn nâng được đưa lên khóa chốt cửa lại. Và đây là những kiện piano sẽ được anh em tiếp tục đưa vào các chuyến tải tiếp theo, sẽ từ từ lăn bánh về kho hàng công ty tại Lý Thường Kiệt. Đêm đã khuya và thời lượng clip khá dài, đồng thời số lượng piano cơ rất nhiều nên anh em phải về kho kiểm tra hàng cùng với những quy trình xuống tải ở kho, nên xin hẹn các bạn ở video kỳ tới để theo dõi buổi đưa hàng vào kho của đội ngũ Minh Phụng Music vào giữa đêm sẽ diễn ra như thế nào. Cảm ơn các bạn đã xem video, hãy dành tặng cho Minh Phụng những nút like, share, subscribe ủng hộ tụi mình nhé. Để tham quan và trải nghiệm các mẫu piano cơ yêu thích, các bạn hãy ghé showroom hoặc liên hệ qua hotline 0919768606 để được nhân viên bên mình tư vấn cụ thể hơn. Xin chào và hẹn gặp lại.